Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức 24 giờ mới nhất. Mới đây mở rộng điều tra sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm thủy nội địa, cơ quan công an đã ra quyết định bắt tạm giam ông Nguyễn Vũ Hải, phó cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cụ thể ngày 16 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra PC01 Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Nguyễn Vũ Hải, 46 tuổi, Phó Cục trưởng Cục Đăng Kiểm Việt Nam, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cơ quan điều tra cũng khởi tố bắt tạm giam 5 bị can khác về cùng tội danh, gồm Bùi Quốc Hưng, trưởng phòng tàu sông, ông Đậu Ngọc Bình, phó phòng tàu sông, ông Phan Huy Liêm và ông Vũ Văn Sơn, cùng là đăng kiểm viên phòng tàu sông, và Trần Kỳ Hình, nguyên Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam. Trước đó, ông Trần Kỳ Hình đã bị cơ quan điều tra khởi tố về tội, nhận hối lộ trong vụ án liên quan đến các sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm đường bộ. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn. Đây là kết quả điều tra mở rộng về các sai phạm tiêu cực liên quan hoạt động đánh giá, cấp đánh giá năng lực cho các cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa, phục hồi phương tiện thủy nội địa xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các tri cục đăng kiểm. Liên quan vụ án này, ngày 22 tháng 12 năm 2023, PC01 đã khởi tố đối với 9 bị can, trong đó có 6 bị can bị khởi tố về các sai phạm liên quan hoạt động đánh giá, cấp xác nhận đánh giá năng lực xưởng. Các bị can này gồm ông Đỗ Trung Học, nguyên trưởng phòng tàu sông, ông Lê Ngọc Tú, đăng kiểm viên phòng tàu sông, về tội nhận hối lộ, ông Nguyễn Xuân Hào, đăng kiểm viên tri cục đăng kiểm Long An, ông Vũ Tiến Thuật, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hoạn dịch vụ tàu thủy sông Hồng, về tội đưa hối lộ ông Phạm Hoài Hà, giám đốc tri cục đăng kiểm Long An về tội môi giới hối lộ và ông Nguyễn Thành Lê, giám đốc công ty cổ phần tư vấn và thiết kế công nghiệp tàu thủy Việt Ship về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến các sai phạm tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm thủy nội địa, PC01 cho biết đã khởi tố tổng cộng 35 bị can về các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đối với đại án về sai phạm tiêu cực liên quan đến hoạt động đăng kiểm đường bộ, đường thủy nội địa và mở rộng lĩnh vực đào tạo sát hạch lái xe, các đơn vị thuộc công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố điều tra tổng cộng 9 vụ án với 251 bị can về 11 tội danh khác nhau. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra và làm rõ.